Từ miền Nam California, trong phim trường của đài truyền hình VTV, Lê Việt Hùng xin được kính chào quý vị. Một tuần nữa đã lại trôi qua và ngày hôm nay trong chương trình khách mời âm nhạc cho Lê Việt Hùng thực hiện, Hùng đã mời trở lại đây một trong những bóng hồng rất xinh đẹp của nền văn nghệ hải ngoại. Hãy cùng chúng tôi chào đón nữ ca sĩ kiêm á hậu Tuyết Nhi. Mời em gửi lời chào đến khán giả. Tuyết Nhi xin mến chào anh Lưu Việt Hùng và Tuyết Nhi xin mến chào tất cả quý vị của đài VTV. Vâng, thưa quý vị, mãng đến một thời gian, hôm vừa rồi vô tình khi đang đi ăn thì Hùng mới gặp một người khách và cô ấy nói là lâu quá rồi không có thấy Tuyết Nhi xuất hiện trên show khách mời âm nhạc của Lê Việt Hùng, thì mới giật mình ra là tôi chết được, cô em mình thì lại bận rộn quá, bây giờ phải sắp xếp phải mời cô ấy trở lại thôi. Và rất là may mắn khi mà Lưu Việt Hùng gọi điện cho Tuyết Nhi thì ngay lập tức bằng sự yêu mến Tuyết Nhi đã nhận lời trở lại ngay. Và ngày hôm nay trở lại với một cái vị thế khác, đã là một á hậu rồi, sau khi trở thành á hậu rồi, cuộc sống em có gì thay đổi không? Thì cũng có chút thay đổi. Ra đường phải ý thức mình hơn, phải không? Dạ. Yeah. Rồi nhiều người nhận ra hơn. Rồi là có phải để ý trong cái việc mà làm đẹp nhiều hơn không? Kỹ lưỡng chăm sóc da mặt rồi ra đường. Hồi xưa là thường thường là ít khi make up, còn bây giờ ra đường là có dám để mặt mộc ra đường nữa không? Không, lúc nào cũng phải trang điểm mới dám đi ra đường. Theo em thì vì sao em đăng quang á hậu? Theo em nghĩ là bởi vì đó là cái may mắn, là ra là ngày cái đêm hôm đó em đã thể hiện hết cái tố chất của mình, và đó là thực sự là cái khả năng của em, là cái sự nỗ lực của em. Thì em cũng không nghĩ là em đi thi, thì em nghĩ là em có nghĩ em được giải không khi em dạ đi thi? Không, em cũng không có đoán được, là em chỉ muốn đi thi là em muốn thử giúp mình, tiếng hả? Hát của mình thôi, em muốn là cái chủ yếu là giọng hát của em. Thì cái phần thi tài năng thì có nhiều người kêu đi thi mà em nói thôi em không thi đâu, em thích hát thôi. Thì em đi thi, em cũng không nghĩ, em cứ nghĩ là nếu mà được thắng thì tốt, còn không được thắng thì cũng không sao. Tại vì mỗi người có mỗi vẻ đẹp khác nhau. Cho nên em sao cũng được, không sao hết. Ai cũng nói là trong đêm thi đó thì Tuyết Nhi thực sự rất nổi bật trong tà áo dài. Tất cả những bộ trang phục Tuyết Nhi đã từng mặc, đầm, rồi là những cái bộ đồ fashion, rồi áo dài, thì trang phục nào Tuyết Nhi yêu thích nhất? Em thích nhất là áo dài. Thế nào? Bởi vậy Tuyết Nhi được mọi người khen mặc áo dài đẹp là đúng rồi. Em bật mí thì em có khoảng bao nhiêu bộ áo dài tất cả lên? Em nghĩ chắc cỡ ngót ngót 50-60, cả 100 cái có đó. Oh wow, vậy luôn đó hả? Em bận chưa hết, còn nhiều lắm nhưng mà cỡ đó vẫn cứ có. Đam mê đúng không? Dạ. Mặc dù bận chưa hết mà thấy áo dài đẹp vẫn cứ muốn mua, vẫn cứ muốn may. Cứ mỗi cái giống như em thấy đẹp là em cứ mua, em collect sẵn. Khi nào mà có chương trình gì thì mình có sẵn, khỏi mất công mình phải tìm nữa. Ngược dòng thời gian lại một chút xíu là cái thời gian đi học đó, ngày xưa đó. Em có phải là người mê áo dài không, hay là sau này khi trở thành ca sĩ đó bắt đầu em mới mê áo dài? Cái thời đi học em có từng mặc áo dài đi học, em có thích không? Hay là nhiều khi mặc bị theo cái cảm giác là phải mặc? Em cũng thích bộ áo dài, em thích bộ áo dài trắng lắm. Đặc biệt em mê áo dài trắng, lúc mà đi học em thích áo dài trắng, áo dài hoặc là áo bà ba, cho nên dòng nhạc của em là nhạc quê hương. Thấy biết mặc đồ gì là biết cái gu làm sao phải. Nói tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài, người ta nói là thực sự người phụ nữ đã có cá tính bao nhiêu chăng nữa mà khi khoác lên mình một tà áo dài kín đáo nó vẫn toát lên cái vẻ thanh thoát, và tự nhiên cái người phụ nữ có dữ dằn đến mấy cũng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, đúng không? Dạ. Tuyết Nhi vừa rồi có bật mí là Tuyết Nhi có tới cũng khoảng gần 100 bộ áo dài. Dạ. Và tới bây giờ con số đó không ngừng sẽ còn được tăng lên thêm, đúng không? Dạ. Và trong tất cả những cái show trình diễn thì Tuyết Nhi cũng thích được mặc áo dài luôn. Là coi như thể mà chương trình em đi hát xa hay là quay hình thâu hình, bất cứ cái gì là phần đông là áo dài không. Quay trở lại một chút xíu, anh muốn hỏi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thì ngoài đời là một người em rất thân thiết với Lưu Việt Hùng, thì Hùng cũng biết khá nhiều về Tuyết Nhi. Tuy nhiên khán giả truyền hình thì ít có cái cơ hội được tìm hiểu về một cô á hậu xinh đẹp như thế này. Thường thường thì Hùng biết là Tuyết Nhi mỗi lần gặp thì đều có những cái chuyện không vui về tình yêu. Lần này gặp lại Lưu Việt Hùng, không biết em có còn single hay không, hay là em đã có người yêu rồi? Bật mí với quý vị khán giả chút xíu. Bây giờ hả? Hiện giờ thì Tuyết Nhi single. Single và available luôn hả? Vậy là quý vị có thể get in line để có thể lấy những cái appointment để lấy hẹn với Tuyết Nhi để đó. Thì quay trở lại một chút xíu với một cái người mà xinh đẹp mà lại có một cái nhân dáng như thế, thì em thích có một người yêu như thế nào? Người đàn ông cho lý tưởng của em ra sao? Thì người đàn ông của em thì em cần nhất là sự chung thủy.
Trung thủy. Em cần nhất là cái sự đó, em không cần phải là đẹp trai hay là như thế nào. Với lại có một cái nghề nghiệp vững chắc. Tức là em cần một bờ vai vững chắc để em dựa, đúng không? Dạ. Chỉ cần trung thủy này. Trung thủy là và cái điều tế, đó là cái kinh điều, tế ổn định. Đó, cái đúng điều không? Đó là cái điều em cần nhất. Cho dù nhiều khi cũng có thể là tiền cũng em nghĩ nếu mà không có cũng không sao, cũng có thể hai người có thể làm lên. Cùng làm. Nhưng mà cái sự chung thủy là em cần nhất. Thường thường đối với một người đàn ông mà khi anh ví dụ nhé, giả sử như em gặp một người bạn trai và là người đó ngoại tình. Em sẽ xử trí như thế nào với người ngoại tình, em bỏ liền hay là em cho người ta có cơ hội hay không, hay là em sẽ làm gì với một người yêu mà đang yêu mình mà người ta đi ngoại tình? Em nghĩ nếu mà em không biết, nếu mà Hy làm cái chuyện đó mà bị hay mà em không biết thì không sao. Hoặc mai em còn có thể trở lại, nhưng mà em nghĩ tánh em cũng dễ tha thứ đó anh Hùng. Em dễ tha thứ, có thể là em tha thứ cho được 1, 2 lần, 3 lần. Nhưng mà nếu mà quá cái sức chịu đựng của em, cái gì em try hết, em cố gắng hết. Nhưng mà nếu mà em cảm thấy nó không có cứu vãn được nữa thì là em buông. Là game over. Nhưng ngay. Mà em vẫn là, cho họ cơ em, hội em để sửa thật chữa. Lòng giống như kiểu có chuyện gì em có thể bỏ qua được. Okay. Còn cái nào mà khi mà em cảm thấy là em làm hết rồi, giống như trong cái tình cảm đó là em dành hết cho người ta rồi. Những gì em giống như là thể diện hay là gì em cũng đem ra em làm hết. Nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy mình yêu người đó là một cái tình cảm thật sự là 100%. Mà khi mà em ra đi em không có gì hối tiếc hết. Tức là yêu tha thiết, yêu cuồng nhiệt. Uông yêu cuồng nhiệt. Nhưng mà khi mà đã cảm thấy là ngoài sức chịu đựng của mình rồi và quá tổn thương rồi là em buông, mà em sẽ buông một cách tức là rất là dứt khoát, đúng không? Yes. Sẽ không có dây dưa nữa, mà khi đã quyết định say no là ngưng luôn. Anh Hùng. Người em giống như em mà bị vô tình cảm là em cứ mỗi lần hai người giận nhau hay là gì là cho dù em đúng luôn á, em không có sai. Mà em không có thích cái cảm giác đó, em buồn lắm. Là em cũng đi làm quầy trước rồi. Cái tánh em như vậy đó. Em không có strong, em không có mạnh lên được. Nhưng mà khi mà một khi mà em mà dứt khoát rồi thì em yêu là dữ lắm. Mà em dứt khoát một cái là em dứt khoát giống như là em không biết người đó là ai nữa. Là không còn được quay về nữa, phải không? Em không sẽ không biết người đó là người nào nữa. Vâng, thưa quý vị, một trong những cái bất ngờ rất thú vị, chúng ta đã thấy một cô Á hậu cũng rất mạnh mẽ khi đã dứt khoát vào một cái tình yêu nào đó. Còn bây giờ hãy trở lại với một Tuyết Nhi nồng nàn để cảm xúc khổ đau trong tình yêu, trong một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Buồn Hát Lý Chờ Mong. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Tuyết Nhi quý vị nhé. Xin mời. Sao cho thỏa lòng anh hãy quay về khi cuộc đời trăng hoa chiều về, ai bên nhau quấn quýt vui gia đình mà lòng em thêm đau không biết phải làm sao. Trong lòng rưng rưng bao nhiêu lần canh cánh lo
anh. Làm sao anh bỏ đi rồi con nó đòi em sao đây? Bạc bài bao lâu nay anh bán trâu bán bò, rượu chè quá thâu đêm cơm cháo trắng bàn tay. Anh hãy vui đùa sao cho thỏa lòng anh. Anh hãy quay về khi cuộc đời trăng chiều về ai bên nhau quấn quýt vui gia đình, mà lòng em thêm đau không biết phải làm sao. Sao đành nên vẫn đợi chờ anh.